Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin trình bày về mạch đếm sản phẩm dùng 4 led 7 đoạn và thông qua IC là 74595. Để làm được mạch thì cần 4 con IC 74595, một con 74HC573 và con PIC 16S4550. Và cần thêm một con counter để đếm sản phẩm và 4 con led 7 đoạn. Đây là mạch em đã vẽ sẵn. Đây là chân SCK và SD0 để cấp nguồn cho con 74573. Và còn chân RCK và G4 là dùng để cấp cho cái con 74595. Đó là chân ra của chân Q0 và Q1 trong con 74573. Sau đây là phần viết code. Em sẽ viết code để đếm từ 0 tới 255. Và khi đếm tới 255 thì nó sẽ quay về lại 0, nó đếm lại từ đầu. Đây là phần code. Đầu tiên thì cập nhật thư viện cho nó là tvpkit2ship1.c. Khai báo là biến T0, sử dụng integer 16, có thể sử dụng integer 8 cũng được. Khai báo chương trình chính voidman, xong rồi setup bỏ IC chốt. Đây là nơi mình sử dụng, mình lấy trong thư viện nó ra. Setup timer 1, T0 là từ low to high. Cái này là mình sử dụng T0 là biến 8 bit. Setup timer 0 thì giá trị là 0, là từ đầu nó sẽ đặt ở giá trị là 0. Sử dụng lệnh while true, T0 sẽ bằng get timer 0. Lấy timer 0 ra thì xuất 4 led 7 đoạn 3 số. Mình có chia ra từng số là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Nếu hàng trăm thì là mã bấy đoạn là lấy T0 chia 100. Hàng chục thì lấy mã bấy đoạn T0 chia cho 10, phần trăm cho 10. Mã bấy đoạn T0 phần trăm cho 10. Nếu như T0 mà bằng 255 thì set timer 0 thì nó sẽ quay về 0. Đây mình sẽ compile cho nó chạy. Nó chạy và nó ra không có lỗi. Không lỗi thì mình sẽ bắt đầu nạp chương trình cho nó phần protest. Đây. Ở đây thì mình đã nạp cho nó là bài đếm sản phẩm. Open. Ok. Rồi đây mình cho nó chạy. Đây. Nó sẽ chạy tới 255 và khi mà nó đạt tới 255 thì nó sẽ quay về 0 để nó đếm tiếp. Đây, khi mà nó quay về 255 thì nó sẽ về lại 0. Còn để mình tắt cái này mình cho các bạn xem. Cái phần sum clock này thì mình chọn là 20 Hz. Thì để cho nó nhanh. Còn nếu mà muốn chậm hơn thì mình sẽ cho nó là 10 Hz. Thì nó sẽ chạy chậm hơn. Đây cho mình chạy. Đây nó sẽ chạy chậm hơn. Chúng ta có thể setup tùy ý cái số mà chúng ta muốn để cho nó chạy từ đầu. Thì khi chúng ta dùng set timer 0 thì chúng ta sẽ đặt trạng thái trước thì nó sẽ nằm đâu. Ví dụ như mình đặt trạng thái nó là 10 thì
khi chạy thì nó sẽ quay tới 10. Ở đây cũng vậy, mình sẽ chạy cho nó là 10. Thì combine nó sẽ chạy bình thường. Đây mình tắt lại chương trình. Đây mình cũng để mặt đếm sản phẩm. Ok, cho nó chạy. Đầu tiên nó sẽ là 10 trước, nó sẽ chạy tới 255 và nó sẽ setup lại, nó quay lại 10. Quay lại 10 rồi đó. Phần trình bày của mình sẽ đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.